Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 159, vứt bỏ. Ngữ khí của Lý Đại thật sự quá hung dữ. Vương Dương giống như một con thỏ bị kinh sợ, cơ thể đột nhiên rung lên, gương mặt thoát cái trở nên trắng bệch. Cậu lật đật nói câu xin lỗi, lúng ta lúng túng đóng cửa lại. Trong hành lang này không có bảng chỉ dẫn, Vương Dương cũng không biết rốt cuộc phòng nào là phòng luyện tập. Nhưng cậu ta cũng không dám đẩy cánh cửa khác ra thử xem. Do dự hồi lâu, cậu chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh phòng gym. Lúc Lý Đại tập thể hình xong bước ra từ bên trong, lại nhìn thấy Vương Dương. Vương Dương ngồi trên ghế nhỏ, khuôn mặt bị gió thổi đến nhợt nhạt yếu ớt. Cậu ta thật sự quá gầy, hốc mắt trũng sâu, hai tròng mắt như hai quả nho đen, như đang cố khâu vào trong hốc mắt. Cậu ta ôm cái ba lô nhỏ không biết chứa gì trong đó, ngồi yên lặng không một tiếng động. Nhìn thấy Lý Đại ra đến, chỉ dám lén nhìn cũng không dám đáp lời nữa, nhút nhát sợ sệt. Lý Đại cười nhạo, làm vỗ làm tịch. Lý Đại theo thói quen mà đẩy mở cửa phòng tập ở đối diện ra. Vương Dương đợi sau khi cậu vào rồi mới đứng dậy, yên lặng mà mở cửa bước vào nơi phòng tập rộng rãi. Lý Đại đã đổi chiếc áo ba lô vừa mặc khi vận động thể hình khi nãy, mặc vào chiếc áo hoodie màu đen. Cậu ta nghe thấy tiếng cửa mở, biết là Vương Dương vào, cũng lười để ý đến người ta. Ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, đã một đường ngồi xuống, cầm lấy guitar của mình lên mà nghịch. Trong một lúc, nơi phòng tập trở thành một vùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và âm thanh thỉnh thoảng gãy đàn của Lý Đại. Vương Dương có hơi bức rứt, đứng ngồi không yên. Thật lâu sau đó, rốt cuộc lấy hết can đảm mà nhìn Lý Đại, mở miệng nói to. Làm phiền một chút, Lý Đại, tôi muốn hỏi một chút, vậy rồi... Lý Đại lạnh lùng nhìn cậu ta. Ai cho cậu gọi tôi là Lý Đại? Vương Dương nói. Tôi nghe anh Dương gọi cậu như vậy. Lý Đại cười, lộ ra cảm xúc giễu cợt trong lời nói. Anh Dương là anh Dương, cậu là cậu. Anh Dương là anh em của tôi. Cậu thì là cái gì của tôi chứ? Bớt ở đây mà lôi kéo quan hệ họ hàng. Tôi không có hứng thú làm bạn bè với cậu. Sắc mặt Vương Dương lúc đỏ lúc trắng. Sau một lúc lâu chỉ thấp giọng xin lỗi, rồi lại cúi đầu. Lúc 3 giờ, rốt cuộc Dương Gia Lập và Lý Nhị cũng đến. Dương Gia Lập gần đây tình yêu sự nghiệp cả hai đều đắc ý. Hai tay đều nắm, hai tay đều rất vững vàng. Cậu vừa bước vào phòng tập, nụ cười rạng rỡ đó mang theo sức sống của tuổi trẻ suýt nữa đã làm cho Vương Dương hoa cả mắt. Bầu không khí trong phòng phút chốc toàn bộ đều thay đổi, tựa như một căn phòng quanh năm u ám không ánh sáng, bị bịt kín đến mốc meo, đột nhiên được ánh mặt trời chiếu vào, thoáng một cái không khí trở nên trong lành thoáng đãng. Trong lòng Vương Dương lặng lẽ nhẹ thở ra, có Dương Gia Lập ở đây, tình hình cũng coi như không đến mức quá khó xử. Dương Gia Lập thấy Vương Dương đã đến, vội đến gần hỏi tình hình của cậu ta. Sau khi hỏi chuyện xong rồi, cậu lại gọi Lý Đại, Lý Nhị đến. Mấy người đơn giản bắt tay giới thiệu một lượt, xem như đã kết giao. Vương Dương cũng lấy thân phận mà luyện tập, tạm thời bổ sung vào trong nhóm. Suốt quá trình Lý Nhị thật ra còn nở nụ cười, chỉ có Lý Đại, mặt không cảm xúc. Lúc bị Dương Gia Lập ra hiệu bắt tay với Vương Dương cũng không hề tình nguyện, chỉ khẽ chạm vào một chút liền buông ra, cứ như trên tay của Vương Dương có chứa nhiều vi khuẩn độc hại. Trước khi bắt đầu 2 giờ luyện tập chính thức chiều nay, Vương Dương vội vàng nhặt túi nhỏ ở bên mặt đất lên. Cậu mở túi nhỏ lấy mấy gói đồ ở trong ra, ôm trong tay, ánh mắt long lanh, nói: Tôi rất vinh hạnh được gia nhập vào nhóm nhạc này. Tôi không có tiền bạc gì, đây là đặc sản quê nhà của tôi, khoai lang sấy. Trước đây mẹ tôi làm rất là ngon, tôi đã ăn từ nhỏ đến lớn, ăn rất ngon. Nếu mọi người không chê thì... Dương Gia Lập nhìn ánh mắt đen lấy đó của Vương Dương, không biết sao đột nhiên lại nhớ tới A Phúc. Lúc A Phúc mới vừa được cậu nhặt trong nền tuyết mang về, tập tính mèo hoang vẫn còn chưa sửa đổi. Có một lần Dương Gia Lập nhìn thấy mấy con chuột chết, chim chết nơi mép giường hoặc là dưới chân của mình. A Phúc thì ngồi cạnh mấy thứ này, mở to mắt tròn xoe mà chờ mong nhìn cậu. Ban đầu Dương Gia Lập còn chưa hiểu, sau này cậu mới nhận ra. A Phúc đã lưu lạc bơ vơ quá lâu trong thế giới này. Mặc dù được Dương Gia Lập nhặt về nhà, nhưng cảm giác an toàn thực sự rất kém. Nó sợ chủ nhân này qua mấy ngày thôi sẽ lại không kiên nhẫn mà vứt bỏ nó.
Vì thế cho nên nó mới liều chết mà đi bắt chuột, tìm chim. Bản thân thì không nỡ cắn một cái, trước hết phải hiến dâng cho chủ nhân. Đôi mắt mở to tròn xoe như vậy chính là đang nói: con sẽ nghe lời, con sẵn sàng đem tất cả những thứ tốt nhất cho người. Người đừng vứt bỏ con lần nữa, có được không? Sau khi Dương Gia Lập nhận ra điều này, cảm thấy hết sức đau lòng, càng toàn tâm toàn ý mà đối đãi với A Phúc. A Phúc dưới sự hết lòng cưng chiều của cậu, giờ đây đã hoàn toàn biến thành một con mèo tự tin và cuốn hút. Từ cái bộ dạng đi đường cũng phải thật cẩn thận trước kia, đến giờ đã có thể tự nhiên như không mà chiếm lấy giường của Dương Gia Lập. Bị Dương Gia Lập đuổi xuống mới hùng hùng hổ hổ mà bãi giá trở về ổ mèo của nó. Dáng vẻ của Vương Dương hiện giờ không khác gì so với bộ dáng thật dè dặt, cố sức lấy lòng trước kia của A Phúc. Dương Gia Lập nhìn thấy mặt cậu ta đỏ bừng lên, vội đưa tay nhận lấy, cười nói: anh nhìn thôi đã biết món này ăn rất là ngon rồi. Đợi lát nữa luyện tập xong anh sẽ ăn thử. Cảm ơn em. Lý Nhị cũng đưa tay ra cầm lấy, cất tiếng nói cảm ơn. Chỉ có Lý Đại vẫn không động đậy. Lý Nhị còn phải đưa khuỷu tay đẩy đẩy cậu ta, cậu ta mới chịu cầm lấy, sau đó dứt khoát đặt sang một bên. Chiều đó, bốn người bọn họ ở trong phòng luyện tập, luyện suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc, Dương Gia Lập gọi ba người bọn họ cùng nhau đi ăn, cậu mời. Lý Nhị hoang hô một tiếng, hí hà hí hửng vào phòng thay đồ thay quần áo. Vương Dương vẫn luôn đứng ở bên ngoài, đợi người cuối cùng là Lý Đại từ trong phòng thay đồ bước ra, cậu ta mới lo sợ gật đầu một cái, cầm lấy quần áo của mình bước vào trong phòng thay đồ. Lúc cậu ta thay quần áo xong bước ra đến nơi, trong phòng tập đã không còn ai. Đoán chừng Dương Gia Lập đã đến gara lấy xe, Lý Đại, Lý Nhị đều đã ra ngoài chờ cậu ta rồi. Vương Dương nhặt túi đồ nhỏ của mình từ ở dưới đất lên. Lúc cậu ta định đi, tầm mắt liền dừng lại trên thùng rác bẩn thỉu nơi góc phòng tập mà sững người. Cậu chậm chậm đi đến nhìn mấy giây vào trong thùng rác. Sau đó mới cúi xuống nhặt một gói khoai lang sấy từ trong thùng rác ra. Khoai lang sấy còn chưa được khui ra, còn mới hoàn toàn. Mặc dù không quý giá, nhưng đây là đặc sản của nhà cậu. Trên nhãn hiệu trên góc túi còn viết tên huyện nhà của cậu. Vương Dương cầm lấy gói khoai lang sấy vừa bị vứt đi này một hồi lâu, mới dùng tay áo lặng lẽ lau vết bẩn dính trên gói đồ. Cậu ta mở cái túi nhỏ ra đặt lại vào trong, mỉm cười một cái, cất tiếng nói khàn khàn tự nhủ: kỳ thật, đúng là ăn rất ngon mà. Hết chương 159.